Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tháo lắp SIM thẻ nhớ cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 phiên bản 5G. Đầu tiên chúng ta phải tắt nguồn của điện thoại. Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A34 này thì để tắt nguồn, cách thứ nhất là chúng ta ấn giữ phím nguồn và giảm âm lượng. Còn cách thứ hai, chúng ta sẽ vào phần kéo trên xuống đây. Thì ở đây có cái biểu tượng phím nguồn đấy. Thế như vậy chúng ta tắt nguồn bằng phím mềm. Vị trí SIM và thẻ nhớ của Samsung Galaxy A34 nó nằm ở phía viên trên. Và xung quanh kháy của thẻ nhớ SIM sẽ có một cái viên như thế này. Đấy, còn bên này là lỗ của micro. Trong mỗi chiếc hộp của điện thoại đều có một cái que để chúng ta tháo khay SIM. Đây. Trường hợp không có que cho SIM này, chúng ta có thể dùng kim may cỡ lớn hoặc là ghim giấy. Chúng ta không dùng các cái vật liệu dễ gãy như tre, tăm, vân vân. Nhấn thẳng đứng các bạn nhé, vuông góc. Đấy, như vậy khai sim đã ra. Ở đây chúng ta thấy là có hai khay. Khay này sim 1, khay sim 2. Ở đây thì chúng ta có thể lắp hai sim nhưng mà không thể lắp được thẻ nhớ hoặc một sim và một thẻ nhớ. Như vậy tôi đây tôi sẽ lắp hai sim, một sim nghe gọi và một sim vào mạng. Khay sim ở phía sau chúng ta lắp ngang. Còn nếu như thẻ nhớ thì chúng ta sẽ lắp theo chiều dọc các bạn nhé. Chúng ta nhớ là cắm lắp vào đúng chiều. Như vậy sau khi lắp điện thoại xong thì bật máy lên, nó đã vào đây cho mình để cài đặt SIM luôn. Hoặc chúng ta thoát ra ngoài vào cài đặt. Kết nối quản lý SIM. Trong quản lý SIM này thì chúng ta thấy có SIM 1, SIM 2. Tôi sẽ thiết lập SIM 1 là nghe gọi, nhắn tin, còn SIM 2 sẽ là SIM vào mạng. Thì chúng ta sẽ cài đặt đây. Cuộc gọi, tin nhắn đều là SIM 1. Còn dữ liệu di động tôi sẽ chọn là SIM 2. Tôi sẽ tắt wifi đi. Dữ liệu di động bật thì 4G đã lên đây rồi các bạn nhé. Thì chúng ta có thể là tắt mở đây. Lúc không cần thiết chúng ta có thể tắt. Đấy. Việc tháo lắp SIM thì cũng tương đối đơn giản. Tuy nhiên chúng ta cũng phải lưu ý lúc tháo lắp mình phải làm cẩn thận, tránh bị kênh, bị kẹt thì mình phải là ra cửa hàng để người ta mới tháo ra được. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.